Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình Tiểu Anh Bitcoin. Thì hôm nay trong cái chuỗi series review về các cái sàn giao dịch Bitcoin, thì mình xin giới thiệu cho các bạn một cái sàn giao dịch có tên là Udonis. Thì đây chính là cái giao diện của cái sàn giao dịch này. Để có thể truy cập được vào cái sàn giao dịch này thì các bạn truy cập theo cái đường link mà mình bôi đen ở đây, udonis.io. Đó. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản của cái sàn giao dịch này để cho các bạn tham khảo. Thì đây, như chúng ta thấy ở đây thì Udonis nó là kỷ nguyên mới trong ngành, cái này là dịch bản tiếng Anh của nó là gaming, nền tảng sao lại gọi là cờ bạc nhỉ, cái này gambling, nó liên quan đến đánh bài một chút, kỷ nguyên mới trong ngành bài bạc nhá. Nền tảng bài bạc duy nhất 100% được cộng đồng quản lý này. Người chơi điều khiển ngôi nhà, tổ chức tất cả các trò chơi và nhận hầu hết lợi nhuận. Đây là link đến white paper của nó này. One paper. Cái này là cái gì? Đây là cái thông tin, đây là cái bản kiểu như là portfolio của Udonis. Nó tóm tắt những cái thông tin cơ bản nhất, trọn vẹn nhất trong cái trang này. Rồi. Còn đây là những cái kênh mạng xã hội của nó này, Telegram này, Twitter, Facebook, Bitcoin Talk. Thì đây, nó đang bán ICO rồi. Nó đang bán ICO online. Thì nó sẽ trích 5% tiền thưởng kết thúc trong 7 ngày, hơn 7 ngày nữa, 7 ngày 20 giờ. Để có thể mua được cái mã thông báo ICO của nó thì các bạn, mã token của nó thì các bạn sẽ click vào cái link này. Đó, các bạn sẽ mua qua đây. Nó đã đạt được mũ mềm là 4 triệu, mũ cứng hard cap là 60 triệu, và nó đã bán ra được 26 triệu, hơn 26 triệu. Về các phiếu, về cái thang điểm của nó thì được đánh giá rất là cao, dựa trên những cái khía cạnh và những cái nhà đầu tư liên quan. Ví dụ như là ICO Binance được 4.3/5, ICO Mark được 9.3/10, Track ICO là được full sao, 5 sao này, ICO Calendar của US, của Mỹ được 4.7/5, ICO Token News đánh giá là 4.5/5, The Tokener đánh giá là 4.3/5 sao này, ICO Holder 4.1/5, Cryptonic được 83/100. Thì để biết được tại sao cái Uran này, nó Uranus này, nó làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi được ngành công nghiệp Casio một lần và cho tất cả. Trên đây là cái clip nói về cái giới thiệu qua về cái kỷ nguyên về cái ngành bài bạc này. Các bạn có thể xem thông qua cái website của nó nhá. Đây là một số nhận xét đánh giá của các
chuyên gia trong lĩnh vực ISO và blockchain này. Ông Pankaj Gupta, chuyên gia ISO hàng đầu và người sáng lập nhiều công ty khởi nghiệp. Nó là, tôi nghĩ ý tưởng này nó là tiên phong, nó thực sự sẽ biến đổi ngành công nghiệp bài bạc. Dự án này trông có rất là nhiều hứa hẹn. Nó sẽ làm một điều, nó sẽ làm nên một điều rất là lớn lao. Do ông Timo Tripler, thành viên của hội đồng tư vấn blockchain. Đây, để có thể hiểu tại sao mà những cái chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ISO và blockchain có được đánh giá nhận xét như thế thì các bạn có thể đọc thêm ở đây, đọc thêm vào các đường link này. Nó sẽ phân tích khá là kỹ. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách thức hoạt động của Uranit. Đầu tiên thì là người chơi sẽ kiểm soát mọi thứ này. Chắc chắn là tất cả các trong các trò chơi, bảng thẻ hoặc là phòng poker, giải đấu, máy đánh bạc, xổ số trong casino được kiểm soát bởi chính người chơi. Mỗi trò chơi được lưu trữ bởi một người chơi nhất định. Đây, đầu tiên là người chơi sẽ kiểm soát tất cả mọi thứ. Thứ hai đó là cho thuê trò chơi. Người chơi mà chúng ta nhắc ở cái bước đầu tiên ý, xác định các thông số của trò chơi hoặc là giải đấu mà anh ta đang lưu trữ và trở thành chủ sở hữu của trò chơi trong thời gian này. Giả sử mỗi trò chơi được cho thuê một trong những người chơi với một khoản phí không đáng kể, ví dụ như cái trò chơi của mình đang sở hữu ý, thì mình có thể cho thuê nó và mình sẽ nhận lại phí. Thứ ba đó là bản vẽ hàng ngày để chúng ta control được cái doanh số mà chúng ta cho thuê hàng ngày. Cách dễ nhất để cung cấp cho người dùng một cơ hội trở thành chủ sở hữu của trò chơi là bản vẽ của rất nhiều. Bản vẽ được tổ chức tự động, người chiến thắng sẽ phải trả một khoản phí nhỏ ở trong thẻ Uran để xác nhận quyền chủ sở hữu trò chơi của mình. Thứ tư đó là giám sát và kiểm duyệt. Trong thời gian cho thuê này thì chủ sở hữu của trò chơi không chỉ giám sát những gì mà đang diễn ra mà còn thực hiện các chức năng cơ bản của người kiểm duyệt. Ví dụ họ mời thêm hay là kiểu cho thuê lại thì chúng ta cũng phải kiểm duyệt những cái đó. Thứ năm đó là lợi nhuận. Về lợi nhuận thì vào cuối giai đoạn này, chủ sở hữu của trò chơi sẽ nhận được hầu hết lợi nhuận được tạo trong thời gian thuê của mình. Đó, đến thời điểm này thì mình sẽ nhận được lợi nhuận này. Thứ sáu đó là xếp hạng của người chơi. Người chơi thường xuyên chơi và cược càng lớn thì cấp độ của họ càng cao, và cao hơn là cấp bậc của người chơi, cơ hội mà họ trở thành chủ sở hữu của trò chơi. Tiếp theo là họ đã áp dụng cái hình thức này ở trên hai sàn giao dịch chính. Uranit đã ký thỏa thuận với Banco và La Token, và Uran Token sẽ được liệt kê trên các sàn giao dịch này ngay sau khi mà ICO kết thúc, ngay sau hơn 7 ngày nữa. Và đó mới chỉ là khởi đầu, nhiều cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra để có thể tạo được một quan hệ win-win giữa hai bên, giữa các bên. Tiếp theo là mình sẽ nói về đối tác và người ủng hộ. Đối tác thì như ở trên đã thỏa thuận và ký hợp đồng với cả Banco và La Token. Đây là những đối tác và người ủng hộ khác của Uranit. Có Token Desk này, nói về nền tảng ICO này, ZCL, Classic Coin, Anon, Bitcoin ẩn danh, S-Token,
nền tảng dự đoán blockchain, Techinform phát triển trò chơi trên thiết bị di động và sòng bạc, các khe P2P này phát triển nền tảng cờ bạc, làm rõ xác minh địa chỉ hợp đồng. Thông minh GoForce, tập đoàn GoForce của Fintech, chiến lược mạng và tài trợ hạt giống. Crypto Minds, đây là cơ quan PR này, sự kiện Roadshow Block and Blockchain, đây là một công ty marketing agency thôi. Skyshark, cổng tiền điện tử, đây là dịch vụ thanh toán đám mây, cái này được nhắc khá là nhiều lần trong các review trước. Bitprint, đây là nền tảng ISO rồi. Đó là tất cả những cái đối tác và người ủng hộ của Uranus. Chỉ tưởng tượng thôi, nếu có một sự lựa chọn, ai sẽ muốn chơi trong một dòng bạc thông thường mà không có khả năng trở thành một phần của nó? Đây là những cái câu quất liên quan đến cái benefit của nó này. Tiếp